Người mẹ thông thái. Thưa mẹ, con thường hay nghe các cô chú trong xóm mình thường hay kháo nhau rằng mẹ là người đàn bà thông thái nhất xóm. Ai hỏi gì mẹ cũng trả lời được, đặc biệt là hỏi về đạo Phật. Vậy mẹ có thể trả lời cho con hiểu các thắc mắc của con được không thưa mẹ? Ồ được chứ, con gái ngoan của mẹ. Con hãy hỏi đi, mẹ sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc của con. Dạ, vậy con xin hỏi câu thứ nhất ạ. Thưa mẹ, đạo là gì thưa mẹ? Đạo là con đường đó con. Dạ, vậy danh từ đạo Phật có nghĩa là gì vậy thưa mẹ? Đạo Phật là con đường đưa người tu theo đạo Phật trở về Phật giới đó con. Thưa mẹ, người ta tu theo đạo Phật để được gì vậy thưa mẹ? Người ta tu theo đạo Phật là để được thành Phật đó con. Ồ, vậy hả mẹ? Vậy nếu người ta tu theo đạo Phật mà không thành Phật thì người ta thành gì vậy thưa mẹ? À, người ta tu theo đạo Phật mà không thành Phật thì người ta bị nhân quả những gì mà người tu tạo ra đó con. Này con gái của mẹ. Dạ. Mẹ sẽ đưa ra một số ví dụ để cho con hiểu rõ thêm nha. Dạ. Ví dụ 1, người tu theo đạo Phật nhưng không chịu thành Phật mà lợi dụng đạo Phật hành nghề cúng như cúng cô hồn để lừa gạt những người quá mê muội, thì người tu này sau khi chết chắc chắn 100% là thành cô hồn cát đản, đi giành giật đồ cúng để ăn đó con. Ô, ghê gớm vậy sao mẹ? Thật đúng như vậy đó. Mẹ sẽ đưa thêm một số ví dụ tiếp theo con nghe nha. Ví dụ 2, như người tu theo đạo Phật nhưng không chịu thành Phật mà lợi dụng đạo Phật hành nghề bán bùa, thì người này sau khi chết chắc chắn 100% bị nhân quả làm hòa báo. Ví dụ 3, tương tự như vậy, người tu theo đạo Phật cũng không chịu thành Phật mà lợi dụng đạo Phật hành nghề bán phép để dụ lấy tiền của những người quá ngốc, thì người này sau khi chết chắc chắn 100% bị nhân quả xuống địa ngục đó con. Ôi thật khủng khiếp quá thưa mẹ. Này con gái, còn nữa nè. Ví dụ 4, người tu theo đạo Phật nhưng không chịu thành Phật mà lợi dụng chức vụ bắt người khờ lạy mình và cúng tiền cho mình xài, thì người này sau khi chết chắc chắn 100% bị nhân quả làm con quỷ đói đó. Ví dụ 5, này con gái, người tu theo đạo Phật thì phải học giáo lý của đạo Phật để biết con đường thành Phật. Người tu mà không chịu học giáo lý của Phật dạy mà lợi dụng đạo Phật xưng ta chức vụ này chức vụ kia, bắt người ngu phải sợ mình, phải quỳ lạy mình, cúng tiền cho mình xài, thì người này sau khi chết chắc chắn 100% bị nhân quả luân hồi đi các nơi sao? Đầu tiên làm hòa báo xong, kế đến phải chuyển xuống địa ngục sống. Sau khi xuống địa ngục trả nhân quả xong, sau cùng làm loài ngạ quỷ. Ôi nghe mẹ kể con thật sợ quá, con sợ quá mẹ à. Này con gái, con đừng có sợ nha. Đây là nhân quả dành cho những người tu mà làm sai lời Phật dạy, chứ đâu phải dành cho con đâu. Nên con gái yêu của mẹ, con đừng có sợ nha. Nhưng tại sao mẹ lại bảo con đừng sợ vậy à thưa mẹ? Này con gái yêu của ta, mẹ bảo con đừng sợ là vì mẹ dạy con làm đúng theo lời của Đức Phật đã dạy, nên con không việc gì phải sợ cả. Dạ, con đã hiểu rồi thưa mẹ.
À mà mẹ ơi, nếu người ta tu theo đạo Phật, cốt để thành Phật, nhưng không chịu thành Phật, mà làm những chuyện như sau. Họ đi đây đi đó nói đạo Phật, nhưng không đúng chút nào. Thì người này có bị nhân quả gì không thưa mẹ? À mà còn nữa, họ đi đây đi đó rồi, giảng đạo Phật, mà còn nói Đức Phật không biết chữ nữa, thì người này có bị nhân quả gì không thưa mẹ? Này con gái, mẹ sẽ trả lời từng ý cho con như sau. Ý một, người tu theo đạo Phật mà không biết Đức Phật dạy gì, mà vì danh vì tiền, đi đây đi đó nói đạo Phật không đúng chút nào, thì người này bị nhân quả khủng khiếp lắm đó. Mẹ không thể nói hết được. Ở trái đất nhân quả này, nhân quả nặng nhất là làm những chuyện như sau. Đạo Phật là đạo giác ngộ, mà không biết giác ngộ là gì, mà vì ham danh, mê tiền, giả thầy tu, lừa đảo những người quá ngốc, để lấy tiền của những người này, thì người giả thầy tu này bị nhân quả không thể tư nghị, tức không thể tưởng tượng được đó con gái yêu của mẹ à. Ý hai, thầy tu nào nói Đức Phật không biết chữ, đi giảng đạo Phật khắp nơi, thầy này quá loạn ngôn, chưa từng có trong lịch sử Phật giáo, thật là khủng khiếp quá. Người này sau khi chết bị nhân quả không thể tưởng tượng được. Người tu không lo tu mà đi đây đi đó chê Phật chửi tổ, không đạo lý nào chấp nhận. Còn nhân quả thì gia tăng gấp nhiều lần, cũng vì danh và vì tiền mà nói láo nói sựa. Thưa mẹ, con nghe nói những người tu theo đạo Phật hiện nay không người nào tu có quyển giáo lý, cớ sao có chuyện lạ kỳ vậy thưa mẹ? Con cũng nghe nói là tất cả các đạo đều có quyển giáo lý để tu không sai đường, cớ sao đạo Phật là một đạo lớn, sao lại không có quyển giáo lý thưa mẹ? Này con, theo luật tu, bất cứ người tu nào, tu theo bất cứ đạo nào, đều phải có quyển giáo lý để chỉ đường tu thì mới không sai. Chính vì đạo Phật thiếu quyển giáo lý hướng dẫn, nên các người tu cùng chung đạo Phật như người A hiểu khác người B. Thậm chí những người có học vị tiến sĩ Phật học, thế mà cũng không hiểu cơ bản Đức Phật là ai, Đức Phật dạy cái gì. Đây chắc chắn là vị tiến sĩ giả, thì hậu quả rất khủng khiếp. Đừng vì ham danh, mê tiền mà giá tu, nhân quả khủng khiếp lắm đó. Đừng tưởng ta là thầy tu, là oai mà nhào vô giả tu. Thưa mẹ, làm sao để con biết phân biệt được người tu thật và người tu giả? Xin mẹ chỉ dạy con thêm ạ. Này con, muốn biết người nào tu thật, người nào tu giả, thì con hãy hỏi họ như sau. Kính thưa thầy, mục đích chính của Đức Phật dạy đạo là dạy cái gì? Nếu vị thầy nào trả lời Đức Phật dạy là dạy giải thoát là đúng 40% rồi, con phải hỏi thêm, dạ thưa thầy, công thức tu giải thoát như thế nào? Nếu vị thầy này không trả lời được thì vị thầy này là giả 100% đó, thì lúc đó cái mặt nạ thầy tu giả sẽ lòi ra ngay đó con. Mẹ ơi, con đã hiểu câu này của mẹ dạy rồi, nhưng mà người tu giả để làm gì vậy thưa mẹ? À, người ta giả tu để lừa gạt những người quá khờ khạo, để cúng tiền cho họ xài, mà họ không phải đi lao động mệt nhọc đó con. Có chuyện người ta giả tu để lừa gạt tiền nữa sao hả mẹ? Xin mẹ dạy con. Nè con gái, con cứ lắng nghe lời mẹ dạy, từ từ rồi con sẽ nhận ra sự thật thôi. Dạ, xin mẹ giải thích cho con hai chữ tu sĩ là gì thưa mẹ? Chữ tu sĩ là người tu theo các đạo mà có học quyển giáo lý của đạo đó. Còn người theo các đạo mà không học quyển giáo lý của đạo
thì người này không được xưng danh là tu sĩ. Nếu tu sĩ nào không học thông quyển giáo lý mà xưng là tu sĩ thì người này thách thức pháp luật nhà nước đó. Mẹ ơi, thế còn mấy vị thầy lớn tuổi nhưng không hiểu giáo lý là gì, có được xem là tu sĩ không? Xin mẹ dạy con ạ. Này con, dù có 100 tuổi đi nữa mà không biết giáo lý của đạo là gì thì cũng không được phép gọi là tu sĩ. Nếu vị 100 tuổi này họ xưng là tu sĩ là sai, sẽ bị nhân quả nặng lắm đó. Nhất là ngồi đó bắt người ta lạy và cúng tiền cho mình xài thì nhân quả hòa báo và địa ngục dành cho mình đó. Còn nặng hơn nữa thì xuống hầm lửa lớn sống, mà trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa gọi là siêu nhân quả đó con. Thật khủng khiếp quá tôi mẹ. Như vậy muốn làm một tu sĩ chân chính thì phải làm sao thưa mẹ? Muốn làm một tu sĩ chân chính thì phải học thông 10 phần như dưới đây. 1. Học thông quyển giáo lý của đạo mà mình tu. 2. Học thông quyển giáo kinh của đạo mà mình tu. 3. Học thông quyển giáo lễ của đạo mà mình tu. 4. Học thông quyển giáo luật của đạo mà mình tu. 5. Học thông quyển giáo điều của đạo mà mình tu. 6. Học thông tôn chỉ của đạo mà mình tu. 7. Học thông cương lĩnh của đạo mà mình tu. 8. Học thông nội quy của đạo mà mình tu. 9. Phải có giấy hay bằng chứng nhận của đạo mà mình tu. 10. Phải có đạo phục của đạo mà mình tu nữa nha con. Thưa mẹ, hiện nay con thấy các cơ sở tu không treo bảng hiệu pháp môn tu. Như vậy các cơ sở tu này có đúng pháp luật nhà nước không? Xin mẹ dạy con ạ. Này con, cơ sở nào tu thì phải tuân thủ 4 phần luật pháp của nhà nước như sau. Phần 1. Cơ sở tu theo pháp môn nào của đạo thì phải treo bảng hiệu thật rõ ràng của pháp môn đó và thành quả ra sao thì cơ sở này mới đúng luật pháp nhà nước quy định. Phần 2. Cơ sở tu theo pháp môn nào của đạo thì phải treo bảng hiệu ghi câu pháp môn tu ở cơ sở này cho hỏi tự do, dù hữu hình hay vô hình, mà không từ chối câu hỏi nào. Phần 3. Nếu người phụ trách cơ sở tu mà không trả lời các câu hỏi của nhân dân đến hỏi, thì nhân dân hỏi này được quyền chê trách hay chỉ trích người phụ trách cơ sở bằng ngôn từ gì cũng được mà người phụ trách cơ sở không buồn. Phần 4. Nếu cơ sở tu mà không có bản nêu rõ ràng thì nhân dân được phép báo cáo với chính quyền là cơ sở tổ chức tu không đúng luật pháp nhà nước đó con. Thưa mẹ, vậy làm sao biết vị nào là tu sĩ thật, vị nào là tu sĩ giả thưa mẹ? Này con gái, vị nào mà có giấy tu sĩ của chính quyền cấp là tu sĩ thật, còn vị nào không có giấy tu sĩ của chính quyền cấp đương nhiên là tu sĩ giả rồi con. Mẹ ơi, mẹ nói vị tu sĩ có giấy chính quyền cấp là tu sĩ thật, vậy làm sao để biết được vị tu sĩ có giấy chứng nhận này là thật hay là giả vậy thưa mẹ? Muốn kiểm vị tu sĩ mà có giấy chứng nhận là tu sĩ thật hay giả thì kiểm 4 câu hỏi như sau. Câu 1. Thưa tu sĩ, đạo là gì? Câu 2. Tu để được cái gì? Có đúng sự thật không? Câu 3. Tu sĩ có cho chúng tôi hỏi tự do về đạo của tu sĩ tu không? Câu 4. Nếu tu sĩ mà không trả lời được các câu hỏi của nhân dân chúng tôi, thì tu sĩ có chửi nhân dân chúng tôi không? Vị tu sĩ nào chấp nhận 4 câu hỏi này thì vị tu sĩ này là thật 100% đó. Còn vị tu sĩ nào mà từ chối 4 câu hỏi nêu trên
thì đương nhiên là giả 100% rồi, con yêu của ta. Mẹ thật thông thái quá. Thế cơ sở sinh hoạt đạo tập trung nhiều người thì phải có cơ bản là gì? Xin mẹ dạy con ạ. Này con, cơ sở nào sinh hoạt đạo tập trung nhiều người thì cơ sở đạo đó phải có 4 cơ bản như sau. 1. Phải có ban quản trị nếu là chùa tư nhân. Còn nếu là chùa của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì phải có ban quản lý. 2. Phải có phó trưởng ban quản trị hay ban quản lý. 3. Phải có ít nhất 10 tổ phụ trách điều hành. 4. Phải có thầy chịu trách nhiệm giải đáp pháp môn mà cơ sở tổ chức tu. Còn cơ sở đạo nào tổ chức sinh hoạt tập trung đông người mà không có 4 phần nêu trên thì chỉ là nhà thôi. Nếu gọi danh tự theo đạo là thất. Mẹ cũng giải thích cho con rõ hơn các danh từ như sau. Thất là chỉ tập trung từ 10 người trở xuống. Am chỉ tập trung 5 người trở xuống. Còn cốc thì chỉ ở có 1 người thôi. Trên đây là luật tu cơ sở của đạo. Con hãy nhớ lấy cho rõ nha. Dạ mẹ ơi, mẹ cho con hỏi câu cuối cùng mà. Đó là có cơ sở tu nào được phép nhận tiền của bá tánh không thưa mẹ? À, này con gái, cơ sở được phép nhận tiền cúng của bá tánh duy nhất là chỉ có chùa thôi. Nhưng mà hồn nhận tiền này phải là của cơ quan nhà nước quản lý. Số tiền mà bá tánh cúng dường, cơ quan nhà nước trích ra giao cho chùa sinh hoạt, tùy theo nhu cầu. Con còn hỏi gì nữa không? Dạ, con đã hết câu hỏi rồi ạ. Con xin cảm ơn mẹ rất nhiều. Mẹ quả đúng là rất thông thái, một người mẹ thật tuyệt vời. Sau này con có thắc mắc nào khác, con xin mẹ chỉ dạy con thêm ạ. Ừ, chắc chắn rồi, con gái ngoan của ta.